Ngày 23 tháng 11, Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ triệt phá đường dây đánh bạc gần 30.000 tỷ đồng. Sau thời gian đeo bám trong 2 ngày 21 và ngày 22 tháng 11, Cục C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp 14 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Tại đây, công an bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật. Nhóm này đặt máy chủ tại Campuchia, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống tín chấp. Các con bạc tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, agbong88.com với số tiền đặt cược lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây câu kết chặt chẽ, phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu, giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản với nội dung được ký hiệu riêng. C02 cho biết, đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động trong 3 năm với số tiền thắng thua lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng.